Tinh giáo xứ Bắc Đoàn, thánh lễ tiêm sức và bao đồng và rước lễ lần đầu tại giáo xứ Bắc Đoàn. Giáo xứ Bắc Đoàn, thứ Bảy ngày 21 tháng 7 năm 2018, một buổi chiều mây răng gió giật, thật là một thử thách với nhiều người, trong đó có các em thiếu nhi, vì các em hôm nay được Đức Giám mục giáo phận về ban nhiều ơn thánh. Thánh lễ hôm nay được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Đồng tế có cha quản nhiệm giáo xứ và ba cha thuộc hội Thừa sai Việt Nam và dòng Francisco viện tu. Tham dự có các em và phụ huynh cùng bà con giáo dân trong xứ, ước khoảng 500 người. Có 25 em thiếu nhi và 6 anh chị em tân tòng sẽ đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Đồng thời có 4 em tuyên sinh đức tin lớp bao đồng và 29 em rước lễ lần đầu. Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã nhắn nhủ các em và mọi người: hãy tin vào ơn cứu độ, hãy tin vào ơn Chúa Thánh Thần, vì chẳng việc gì mà Chúa không quan tâm chăm sóc cho từng người. Hãy cầu nguyện để cảm nhận được điều này. Chúng ta cũng quan tâm cho chính chúng ta và mọi người xung quanh. Đừng vô cảm, đừng ngó lơ, nhưng hãy chung tay xây dựng để cho giáo hội được muôn phần tốt đẹp, cho xã hội được yên vui, an ổn. Sau bài giảng, trước mặt Đức Giám mục, các em đã tuyên xưng lại đức tin mà các em đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Đức Giám mục đã ghi dấu ấn Chúa Thánh Thần trên trán các em, để các em thêm mạnh mẽ trong từng lời nói, việc làm, hầu làm vinh danh Thiên Chúa. Đức Giám mục cũng chấp nhận lời tuyên xưng đức tin của 4 em trong lớp bao đồng và trao cho các em sách tin mừng, để các em ra đi mang lại nhiều hoa trái. Trong phần rước lễ lần đầu, Đức Giám mục đã ân cần trao mình Thánh Chúa cho từng em và cho cả cha mẹ các em. Bởi vì trên đường đời các em phải cậy dựa vào cha mẹ cũng cần có con cái làm thành một tổng thể vững mạnh đón nhận hồng ân Chúa ban. Thánh lễ diễn ra khoảng 90 phút trong bầu khí trang nghiêm và hạnh phúc. Mọi người cảm nhận được rằng Thiên Chúa rất gần gũi, Ngài ở giữa những người nhỏ bé, ở giữa các em thiếu nhi, các người già cả, ở trong những thanh niên tươi trẻ. Tất cả đang chiêm ngắm hạnh phúc của nhau, hạnh phúc đó bắt nguồn từ Thiên Chúa mà ra. Thánh lễ kết thúc sau phép lành trọng thể, mọi người cúi đầu đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, lòng đầy hân hoan, các em chụp hình lưu niệm với Đức Cha, quý cha và với nhau.